Hyundai Santa Fe 2020 thì nên trang bị những gì? Về phần ánh sáng ấy, thì bác ấy có trang bị một cặp đôi bi LED hai mã, đó là LS700, thì đang được sale từ 7,5 triệu còn 5,5 triệu bảo hành 3 năm. Thứ hai ấy, thì bác ấy có trang bị một mã V20N. Cái gói combo này thì làm rất là nhiều nhé, vào đúng vị trí luôn, có bát zin. Như phần bên này đó, rất là đẹp luôn. Thứ hai nữa là về cái ngoại thất này, thì bác ấy có thay cái bộ trang bị cái bộ body ở phía ngoài. Đây là lip cản trước này. Đấy. Ở bên sườn ấy thì bác ấy có trang bị là cái bậc lên xuống, các bạn thấy không? Đấy, nó giúp xe lên xuống dễ dàng hơn và bảo vệ xe. Ở đằng sau thì bác ấy cũng đã trang bị lipo rồi, lipo đôi này, đấy, zin. Rất là đẹp luôn. Vào trong xe ấy, thì bác ấy có trang bị lại một bộ áo mới. Thứ nhất là bọc toàn bộ thành ghế da Lapa, rất là đẹp, full này, đấy, bốn tay tắp đi cửa này, cả trần đấy này, rất là đẹp luôn, toàn bộ hàng ghế này, đấy, yên ngựa này. Về đằng sau nhé, đấy, rất là đẹp, chiếc xe trở lên đẳng cấp hơn. Ngoài ra này, bác ấy có trang bị LED nội thất này. Đấy, LED nội thất nhé, là cái mã V2 18 chi tiết, đơn sắc. Đấy, có thể chỉnh qua điện thoại. Đây, nó có các vị trí này, ví dụ là cánh cửa này. Đấy, phần táp ly này. Các bạn thấy này. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra nhé, xe này còn lắp cái bộ cảm biến áp suất lốp này, màn Android này, áp suất lốp tích hợp vào luôn nhé. Đấy. Tiếp theo này, đó là camera hành trình này. Đấy. Xe này này còn dán phim cách nhiệt này, 3M này, các bạn có nhìn thấy chữ 3M này. Đấy, 3M này. Rất là đẹp. Xe này dán cả cửa sổ trời này, có chữ 3M này. Rất ấn tượng về cái bộ trần và bộ ghế da này. Nét nội thất thì mọi người có bất kỳ thắc mắc gì sản phẩm thì có thể liên hệ với em Cường ở Trung Auto. Còn nhớ ủng hộ Cường làm các video tiếp theo, hãy cho Cường xin một like, subscribe kênh của Cường. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.